ngày hôm nay đến với chương trình Ủa Buka nấu gì dạ? Thì Buka sẽ hướng dẫn các bạn là một món mà tuổi thơ của Buka rất là yêu thích và đến tận bây giờ Buka cũng rất là thích, đó là chuối chiên. Mà Buka nghĩ là sẽ rất là nhiều người thích món chuối chiên này, và món chuối chiên này cũng có rất là nhiều cách làm và cũng có rất là nhiều người biết làm. Nhưng mà ngày hôm nay Buka sẽ trổ tài làm chuối chiên. Tại vì nhà có tới 2 đĩa chuối mà nó sắp thúi rồi, cho nên bắt buộc mình phải chiên thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm món chuối chiên nha. Chào các bạn đã đến với chương trình Ủa Buka nấu gì dạ? Và ngày hôm nay chúng ta làm món chuối chiên. Món chuối chiên gồm những nguyên liệu như sau. Chúng ta gồm có cái này là bột pha sẵn nha mọi người. Bột chuối chiên mà mình mua trong siêu thị á, người ta sẽ có bán một cái gói để gọi là bột chiên chuối pha sẵn, chiên chuối, chiên rau củ đồ á. Thì Buka sẽ mua cái này, tại vì ngày xưa thì mẹ Buka hay pha là bột gạo nè, rồi bột năng nè, rồi bột mì ngang nè, rồi bột bắp nè, pha chung với nhau. Nói chung nhiều thứ lộn xộn lắm. Mà ở đây á, thì Buka tìm mua thì tại vì bây giờ không có đi tìm mua được, không đi siêu thị được, cho nên là nhà có gì xài đó thì Buka hay mua để dành, đó là bột chiên chuối pha sẵn. Thì Buka sẽ pha thêm với bột gạo, pha thêm với bột bắp để cho nó xốp và nó giòn. Với lại Buka sẽ cho một cái trứng gà ta vào và có nước. À, chiên chuối thì đặc biệt chúng ta phải có chuối nha. Đây, chuối Buka đã lột sẵn rồi, một lát mình sẽ ép. Và nói luôn, đây là công thức của Buka tự chế. Và bình thường thì Buka chỉ chiên với bột chiên chuối trộn sẵn thôi. Thì mỗi lần ăn thì nó sẽ không được giòn cho lắm, cho nên ngày hôm nay Buka sẽ bỏ thêm bột gạo với bột bắp. Không biết là nó có giòn hay không, bây giờ mình sẽ thử trải nghiệm nha. Nó ăn là cảm giác mà mọi người, Buka đã nói rất là nhiều lần, đó là sự cảm nhận của mình. Mình cảm nhận nó đủ là đủ, không đủ là không đủ. Còn ngon hay không là hên xui. Còn ngon hay không là hên xui. Còn ngon hay không là hên xui. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bắt đầu cái gì trước đây? Bây giờ chúng ta sẽ đổ bột pha sẵn vào. Nhiều quá vậy ta. Nhiều đi. Xong chúng ta sẽ đổ thêm bột gạo vào. Liều lượng á, các bạn đừng hỏi một cái liều lượng nha. Cái này là ở cảm nhận, nằm ở tận con tim của mình. Mình thấy nó đủ là đủ, không đủ là không đủ. Rồi bỏ thêm một bắp vào, đã xuống một ít thôi. Thực ra thì cũng có công thức, có nghĩa là 250g bột gạo nè, rồi 20g bột bắp, 20g bột mì, 20g bột năng. Thì mình sẽ trộn lại với nhau với nước. Thì chắc là được rồi, bây giờ mình sẽ trộn. Nước nguội nha, tại vì nước ấm, nước nóng nó sẽ bị chín bột. Nước ấm ấm hoặc nước nguội thôi. Trộn bột, nhào bột. Buka thích làm bánh lắm, rất là thích làm bánh. Nhưng mà làm thì theo công thức của mình thôi, chứ chả có học hỏi công thức của ai hoặc là rút kinh nghiệm hay là gì đó. Tại vì xưa mẹ Buka cũng hay làm bánh á, thì Buka thấy, rồi sau này hỏi mẹ ơi cái đó làm sao, cái mẹ có chỉ. Mẹ hay lắm, mẹ không có biết ghi giấy để mà chỉ mình đâu, mình gọi điện thoại alo mẹ ơi có này làm sao mẹ, cái này bỏ vô này rồi trộn này rồi để bao nhiêu phút rồi này rồi xong cúp máy. Thì cái trí nhớ nó hạn hẹp, có thể quên và có thể nhớ, còn có thể nhớ lộn, cho nên đôi khi làm cũng tầm bậy lắm nha mọi người. Nhưng mà không sao, mình làm có mình ăn à, cho nên là tầm bậy thì cũng mình thử thôi. Nhưng mà không sao, mình làm có mình ăn à, cho nên là tầm bậy thì cũng mình thử thôi. Ta sẽ đặt vào một cái trứng. Trứng gà nhỏ nhỏ thôi. Thật ra là các bạn có bỏ trứng gà cũng được, nhưng mà tại vì ở nhà Buka từ đó giờ là mẹ chiên hay là bỏ cái trứng vào cho nó thơm.
nước thì chúng ta canh bằng mắt nha, thấy mà nó sợ giống như bột chiên chuối là được rồi, chứ thật ra là cũng không biết đổ bao nhiêu nước cho đủ nữa. Cảm nhận công ty của mình nấu ăn là mình phải biết cảm nhận. À, còn một thứ rất quan trọng nữa mọi người quên, đường. Mình phải bỏ vào một miếng đường để cho nó ngọt ngọt và dằn một miếng muối nữa. Thường làm bánh mình phải dằn một miếng muối, không biết để làm gì, có thể là cho nó cái vị của nó ngon á. Thì mẹ cũng hay dằn một miếng muối đường, thì mình sẽ bỏ theo cảm nhận nha. Thích ăn ngọt thì bỏ nhiều, không thích ăn ngọt thì bỏ ít. Nguyễn Thị bé hậu đậu. Nguyễn Thị bé hậu đậu. Trời ơi à. Ta bỏ vào một chút xíu muối. Chút xíu thôi nha. Không mà chút xíu à. Nhét hơi nhiều đường á. Chắc không sao đâu. Để cái miếng chuối chiên này chắc bị tiểu đường luôn á. Và sau khi pha bột, chúng ta đã thấy là bột đã có một độ sền sệt nhất định rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ ép chuối để bỏ vào. Thật ra chuối chiên thì rất là dễ làm, nhưng vấn đề là cái bột đó, nó ngon hay không á thì tùy vào mọi người. Có người thích ăn cái bột dai dai giòn giòn, có người thích ăn cái bột giòn rụm rụm, thì tùy mọi người. Mình muốn ép trái chuối thì mình sẽ rọc một cái bọc như thế này để mình bỏ trái chuối vào cho nó sạch đó. Chi chuối thì mình cần phải có nhiều dầu, cái chuối nó mới ngon. Rồi mình sẽ bắt bếp để đó, sau đó mình sẽ ép chuối. Chế đụng tay vào vì nó sẽ mất vệ sinh lắm, tại cái chuối nó rất là dễ bám vi khuẩn. Lấy cái dao ép cái đây vậy. Còn người ta thích ăn cái miếng chuối nhỏ nhỏ như vậy này, nó sẽ dễ ăn hơn chuối lớn nhén á, cho nên người ta cắt cái trái chuối không thành hai phần rồi mình mới ép ớt. Sao bà ẹo vậy à? Kiểm soát được trái chuối nó dẹp lép, nó chèm bẹp luôn, cho nên mình ép bằng cái dao thì mình nhìn nó dễ hơn, mình canh được. Bỏ chuối vào chiên, đơn giản dễ thôi các bạn. Chúng ta sẽ dùng một cái gọi là cái muôi, cái sạn, nói chung cái gì dẹp dẹp như vậy, sau rồi một cái đũa, xong chúng ta dĩa cái đồ ra, thả chuối vào. Mình sẽ chiên vừa bỏ vô chiên xong mình sẽ lấy ra, mình nhúng một lớp bột nữa, nhúng thêm một lớp bột nữa, áo một lớp bột.
xuyên lấy một cái rây để dớt vô cái cạn này. Sau một lần chiên như vậy á thì để giúp cho nó không bị khét. Như các bạn đã thấy đó, chú chiên thì rất là dễ làm, chỉ cần có bột mình trộn pha, tùy theo mỗi gia đình sẽ pha theo những cái cách khác nhau. Rồi mình chỉ cần có chuối, rồi dầu nóng lên mình bỏ lên tí hơi chiên mình xè dữ vậy. Chỉ đơn giản như vậy thôi, đó là chúng ta đã có món chú chiên rồi. Và Buka thì rất là thích ăn chú chiên. Có lần Buka nhớ lúc nhỏ Buka có thể ăn 10 cái chú chiên một lần luôn á. Là ăn nhiều đến mức mà bị không tiêu á. Bị không tiêu xong rồi ói luôn. Xong rồi ói luôn. Xong rồi ói luôn thì nằm đó. Ăn xong thì bắt đầu ói xong cái bắt đầu bị sợ. Sợ cái sau để ít ăn lại. Nhưng mà bây giờ vẫn còn niềm đam mê với chú chiên nha mọi người. Một lần cũng có thể ăn 5 trái nha. Thì Buka sẽ thưởng thức món chú chiên mà mình tự làm nha. Hồi hộp quá, không biết ngon không nữa. Tại vì đây là lần đầu tiên pha bột lại và pha thêm một cái công thức tự pha. Ngon hơn lần trước đó, tại vì lần trước nó rất là mềm. Lần này nó có một cái sự giòn giòn ở phía bên ngoài, rụm, rồi mềm mềm, dai dai ở phía bên trong, và tới lớp chuối. Độ ngọt thì cũng vừa phải. Mình đã bỏ đường tưởng là ngọt nhưng mà thật ra là rất là vừa phải và không có ngọt gắt nha. Chung hợp lý. Ngon quá. Nói chung là ngày hôm nay chiên chuối cũng thành công nha các bạn. Và nếu như mà bạn nào muốn chiên chuối thì hãy theo công thức của Buka. Thật ra cũng không có công thức gì hết, toàn là bột pha không à. Hãy cảm nhận bằng con tim của mình để nấu lên những cái món ăn mà mình yêu thích. Nói chung là mình cảm thấy đủ là đủ, không đủ là không đủ, còn ngon hay không ngon là hên xui. Nhưng mà Buka thì thường hay hên lắm, cho nên là hầu như là ăn được và rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Các bạn nhớ xem thật là nhiều, xong rồi like, rồi share clip này nha. Và các bạn hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Buka nha. Và nếu như mà muốn Buka nấu món gì nữa thì hãy comment ở phía bên dưới. Lần sau Buka sẽ nấu cho các bạn nha. Các bạn có nghe được cái độ giòn rụm rụm không? Vừa giòn vừa dai mà lại vừa ngọt vừa thơm nữa. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại.